Công thức trị rụng tóc bằng rau dền cực hiệu quả. Bạn có tin, chúng ta cũng có một công thức trị rụng tóc bằng rau dền vô cùng hiệu quả. Trị rụng tóc bằng vỏ bưởi, nước trà xanh, bồ kết đã quá quen thuộc với bạn rồi. Vậy trị rụng tóc bằng rau dền thì sao nhỉ? Nhắc đến rau dền, bạn sẽ nghĩ ngay đến những món canh thanh mát, những món salad vị ngày hè. Thế nhưng bạn có biết, đằng sau những món ăn hấp dẫn ấy, thì rau dền còn được biết đến là một thực phẩm hữu hiệu, ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc hết sơ rối. Cùng tìm hiểu những thông tin thú vị này qua bài viết dưới đây bạn nhé. Khả năng trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Trong đông y, rau dền được coi là một thảo dược quý bởi tính mát, vị ngọt, có tác dụng giải độc tố cho cơ thể, bổ thận, lọc máu. Thành phần dinh dưỡng có trong rau khá đa dạng với hàm lượng vitamin, khoáng chất dồi dào. Đây chính là những điều kiện lý tưởng để đẩy lùi những triệu chứng rụng tóc thường thấy và giúp mái tóc trẻ lâu. Dựa vào kết quả của các nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong rau dền có nguồn vitamin B1, B6, B12, PP, các loại khoáng chất, folic và magnesium, đặc biệt là vitamin A dồi dào, giúp loại bỏ căng thẳng nhanh chóng, giữ tinh thần được thư thái, dễ chịu. Đây là một trong những yếu tố để bạn có một mái tóc khỏe mạnh, hết sơ. Tự tin với mái tóc đẹp, với cách chữa rụng tóc bằng rau dền. Hàm răng, mái tóc là gốc con người. Do đó, việc sở hữu một mái tóc chắc khỏe không chỉ mơ ước của riêng phái đẹp mà còn của cả nam giới. Thật khó có thể phủ định rằng một mái tóc đẹp chính là cầu nối cho sự tự tin, giao tiếp công việc cũng như cuộc sống thường ngày. Thử tưởng tượng khi bạn gặp những vấn đề về tóc rụng, sơ, rối, chẻ ngọn. Ngay cả việc bạn tạo kiểu tóc yêu thích cũng khiến bạn trở nên lo hay, lúng túng. Để chấm dứt tình trạng này, thay vì việc lựa chọn các sản phẩm hóa chất, đắt tiền, đôi khi lại mang đến kết quả không như ý muốn. Ngay tại nhà thôi thì bạn cũng có thể xóa bỏ nỗi lo tóc rụng chỉ đơn giản bằng rau dền. Ngứa da đầu cũng là một trong những nguyên nhân gây rụng tóc nhiều. Cách trị rụng tóc bằng rau dền như thế nào? Bí quyết trị rụng tóc bằng rau dền được thực hiện khá dễ dàng. Bạn chỉ cần lấy lá rau dền, đem rửa sạch rồi giã nhỏ rau để ép lấy nước. Sau đó, bạn lấy bông gòn để thấm phần nước cốt của rau, thấm lên da đầu, tập trung thấm nhiều hơn ở những vùng bị hói, hạt rụng nhiều. Tiếp đến, bạn massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong rau dền nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, đồng thời kích thích hoạt động của các tuyến nang tóc phát triển trở lại. Áp dụng thường xuyên cách này, chỉ trong một thời gian ngắn, tóc bạn sẽ trở nên chắc khỏe hơn và tóc còn mọc nhiều hơn một cách đáng kể. Một cách khác có thể áp dụng là bạn xay nhuyễn rau dền để tạo thành dung dịch bột nhão. Sử dụng hỗn hợp này để đắp lên da đầu 30 phút. Trong thời gian này, chất patani có trong chất xơ của rau sẽ hỗ trợ mái tóc của bạn nhanh dài chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, giúp bạn loại bỏ những căng thẳng cực nhanh. Sau mỗi lần ủ tóc, không ai khác mà chính bạn có thể cảm nhận sự thư thái, thích thú, thú vị này. Một lưu ý nhỏ nhỏ khi sử dụng rau dền để chữa rụng tóc là bạn nên dùng rau dền đỏ thay vì rau dền trắng. Bởi hàm lượng chất beta-xanthin và chất beta-siamin có trong rau dền đỏ sẽ giúp quá trình chống oxy hóa cho tóc cũng như phòng chống các bệnh về ung thư, tim mạch tốt hơn. Hy vọng với những thông tin chia sẻ hôm nay về cách trị rụng tóc bằng rau dền đã giúp bạn có thêm kinh nghiệm hay việc chăm khéo mái tóc của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá tròn cứng phiến lá nguyên, hạt hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả,
do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lồng miệng, cuốn rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chảo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống, nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, sưng vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Sưng đỏ đến đâu, bôi đến đó. Bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu. Bạn đang lo lắng với tình trạng rụng tóc nhiều nhưng không biết làm cách nào để ngừa rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh hơn. Hãy yên tâm, bí kíp chữa rụng tóc nhanh bằng cỏ măng trầu sẽ giúp bạn xóa tan nỗi lo đó, giúp mái tóc hồi sinh sức sống trở nên chắc khỏe và bồng bềnh hơn. Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc chữa bệnh rụng tóc rất hay và dĩ nhiên không thể không nhắc đến thảo dược trị rụng tóc hiệu quả, cỏ măng trầu. Cỏ măng trầu có tên khoa học là Eleusis indica, thuộc họ lúa, được gọi với nhiều tên như măng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tâm thảo, cỏ chỉ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu. Theo y học cổ truyền, măng trầu có vị ngọt nhạt, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Có tác dụng chữa phong nhiệt, ghẻ lở, mụn nhọt, mẩn ngứa, chữa đá dầm ở trẻ, chữa viêm tinh hoàn, tăng huyết áp và không thể không nhắc đến công dụng chữa rụng tóc, trị tóc bạc sớm khi nhắc đến cây cỏ này nhờ chứa axit cyanhydric, là một vị thuốc mát thường dùng để nấu nước gội đầu làm trơn tóc, mượt tóc, ngăn rụng tóc. Bí quyết kích thích tóc mọc trở lại nhanh và trị rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu có thể thực hiện theo hai cách sau. Hai cách trị bệnh rụng tóc hiệu quả bằng cỏ măng trầu. Cách 1. Dùng cỏ măng trầu. Lấy một nắm cỏ măng trầu tươi, lấy phần lá và thân tươi, bỏ bông và rễ. Sau đó đem rửa sạch, rồi cho vào nồi, đổ đầy nước, đem nấu cho nước xanh thì bỏ phần bã. Tiếp tục đun qua lại còn khoảng 1 lít là được. Để nước thuốc chữa rụng tóc này nguội, làm 3 lần, cách nhau ngày bằng cách. Gội đầu sạch bằng dầu gội đầu bình thường. Sau khi tóc khô, bạn lấy một chén nước cỏ măng trầu, dùng bông gòn bôi thấm vào chân tóc. Đợi đến khi chân tóc khô lại, tiếp tục thấm cho đến khi hết chén nước. Sau vài lần thực hiện, bạn sẽ thấy tình trạng rụng tóc được cải thiện đáng kể. Đều đặn áp dụng, bạn sẽ giải từ vấn đề sớm mà thôi. Cách 2. Dùng cỏ măng trầu, hương nhu và bồ kết. Bạn cũng có thể nấu nước gội đầu trị rụng tóc bằng cách lấy cỏ măng trầu, hương nhu, mỗi thứ một nắm,
đem rửa sạch, rồi cho thêm 2 và quả bồ kết nướng cháy vào nồi thêm nước đun. Đợi nước này nguội, đem gội đầu mỗi tuần 2 đến 3 lần, sẽ thấy lượng tóc rụng giảm nhiều. Tóc cũng bóng mượt, xương mềm và khỏe mạnh hơn. Thực hiện kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy lớp tóc mới mọc dài hơn. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một nắm nhỏ cỏ ngũ sắc và khoảng 2 trái bồ kết khô, rồi đem nấu nước gội đầu để trị gầu, chống ngứa và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc hữu hiệu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tóc bạc sớm không chỉ làm bạn mất thẩm mỹ mà còn làm bạn thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Với cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa hôm nay, chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, bạn có thể ngăn chặn dứt điểm tình trạng tóc bạc sớm chỉ trong vài nốt nhạc ra nhé. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm: do yếu tố cơ địa. Màu tóc được quyết định bởi sắc tố melanin. Khi sắc tố này bị rối loạn, sẽ dẫn đến tình trạng tóc bạc sớm tối màu và mất đi độ bóng mượt. Thiếu hụt vitamin. Thiếu hụt vitamin làm sức khỏe trở nên yếu, giảm khả năng chống chọi với bệnh tật. Thêm vào đó là tình trạng tóc bạc sớm. Tuy nhiên, khi bổ sung các vitamin, bạn cần dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa vitamin nhé. Do gặp phải các vấn đề về tuyến giáp. Rối loạn tuyến giáp làm cho hormone sản xuất ra có nguy cơ bị đình trệ, tóc yếu và ngả màu, dễ bạc trắng. Stress. Nếu bạn thường gặp những áp lực trong công việc, cuộc sống, thi cử trong thời gian dài cũng sẽ dễ gây nên tình trạng tóc bạc sớm. Cách chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa. Dầu dừa được xem là một thần dược tự nhiên trong làm đẹp, không chỉ có tác dụng dưỡng da tốt mà còn chăm sóc tóc mềm mượt, hiệu quả. Trong dầu dừa có chứa nhiều dinh dưỡng và các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng tóc một cách khỏe mạnh. Chữa tóc bạc sớm bằng dầu dừa vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần cho 1 đến 2 muỗng dầu dừa ra chén, thêm vào vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc. Massage nhẹ nhàng chừng 15 phút, sau đó gội đầu thật sạch. Thực hiện tuần 3 lần, mái tóc hoa râm của bạn sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho mái tóc mềm, đen đúng nghĩa. Bạn biết không, ngoài dầu dừa, hà thủ ô đỏ cũng được xem như một dược liệu quý giúp ngăn chặn tình trạng tóc bạc sớm. Đơn giản, bạn chỉ cần đun hà thủ ô rồi uống thay trà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chia tay tóc bạc nhanh chóng chỉ với một củ gừng tươi. Nếu sự xuất hiện của tóc bạc khiến chị em mất đi sự tự tin, thì hãy thử ngay phương pháp dưỡng tóc đen hiệu quả chỉ với nguyên liệu tự nhiên từ gừng tươi. Nguyên nhân chính dẫn đến tóc bạc sớm là do sự thiếu hụt vitamin và các sắc tố melanin. Ngoài ra, suy tuyến giáp hay thần kinh bị căng thẳng, cơ thể suy nhược và chế độ ăn uống không cân bằng cũng là lý do làm tóc nhanh bạc. Sự xuất hiện tóc bạc làm cho chúng ta cảm thấy mất tự tin và khó chịu, nhất là vẻ đẹp. Nhiều người chọn cách nhuộm tóc, nhưng các chất hóa học độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến da đầu. Vì vậy, phương pháp tự nhiên từ gừng tươi sẽ giúp chị em khắc phục được điều này nhanh chóng và an toàn, bởi vì nó chứa nhiều gingerol và hơn 200 chất khoáng như kali, sắt, phốt pho, mangan, vitamin A, B12. Dưới đây là các công thức dưỡng tóc bằng gừng tươi. Gừng tươi, tỏi. Thành phần: 2 nhánh tỏi, 5g gừng tươi. Cách thực hiện: đầu tiên, giã nát tỏi và gừng với nhau cho thật nhuyễn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên tóc. Sáng hôm sau, gội sạch đầu bằng nước ấm. Thực hiện liên tục cách này trong 3-4 tháng, sẽ thấy tóc đen trở lại nhanh chóng. Gừng tươi và mật ong. Thành phần: 1 củ gừng tươi, 1 chén mật ong. Cách thực hiện: trước hết, rửa sạch củ gừng, thái nhỏ và giã nát. Sau đó,
dùng rây lọc bã để lấy nước rồi cho mật ong vào khuấy đều. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đầu và ủ khoảng 20 phút, sau đó gội lại bằng nước từ trái bồ kết. Chúng ta có thể bảo quản hỗn hợp gừng và mật ong trong ngăn mát của tủ lạnh. Một số biện pháp ngăn ngừa tóc bạc sớm: bảo vệ tóc bằng cách đội nón mũ khi ra đường và không tiếp xúc trực tiếp quá lâu dưới ánh nắng. Bổ sung nhiều rau xanh, hoa quả vào thực đơn hàng ngày như bắp cải, khoai tây, ngũ cốc, quả bơ, đậu tương, và hạn chế đồ uống có chất kích thích. Tăng cường các vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng vitamin A, C, E, B5, riboflavin và acid folic. Thực hiện lối sống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái. Tránh nhổ tóc bạc vì sẽ phá vỡ các nang chân tóc, tạo điều kiện cho huyết thanh tràn ra ngoài và lây nhiễm cho các sợi tóc khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc dân gian chữa tóc bạc sớm hiệu quả bất ngờ. Có nhiều nguyên nhân khiến tóc bạc sớm do yếu tố di truyền, dinh dưỡng hoặc stress, căng thẳng gây ra. Một vài bài thuốc dân gian dưới đây rất hiệu quả, có thể bạn chưa biết. Nguyên nhân khiến tóc bạc sớm. Tìm hiểu rõ nguyên nhân khiến tóc bạc sớm giúp bạn có phương pháp chăm sóc tóc phù hợp, hiệu quả hơn. Do yếu tố di truyền thì chỉ có thể hạn chế hoặc nhờ sự can thiệp của thuốc nhuộm tóc. Do yếu tố dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung vào thực đơn gạo lứt, giá đỗ và rau xanh. Nếu do căng thẳng, stress, thì cách duy nhất là giữ cho tinh thần luôn được thoải mái, yêu đời lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý chế độ ăn uống tốt cho mái tóc. Một số bài thuốc dân gian hữu hiệu trị tóc bạc sớm. Bài thuốc 1. Táo tàu, vừng đen. Vừng đen hấp cách thỉ 9 lần, sau đó tán thành bột. Táo tàu bỏ hạt, giã nát. Mỗi ngày ăn 1-2 thìa cà phê. Bạn ăn trong vòng 6 tháng, trong 2 bữa sáng và chiều. Với bài thuốc này sẽ giúp mái tóc bạc dần chuyển sang đen. Lưu ý cần kiên trì thực hiện mới đạt kết quả như mong muốn. Bài thuốc 2. Vừng đen, hà thủ ô. Nguyên liệu chuẩn bị: hà thủ ô 300g, vừng đen 300g, đường trắng với một lượng vừa đủ. Đầu tiên, cho vừng vào rang chín thơm, sấy hà thủ ô, tất cả đem tán thành bột, sau đó trộn đều với đường trắng với một lượng vừa phải. Tương tự ăn hỗn hợp ngày 2 lần, mỗi lần từ 2 đến 3 thìa cà phê hòa với nước sôi uống. Dần dần những sợi tóc bạc sẽ chuyển đen, đồng thời sẽ hạn chế tối đa các sợi tóc bạc mọc sau đó. Bài thuốc 3. Trị tóc bạc từ lá cây ngô đồng. Nếu thấy khó khăn trong việc tìm kiếm các nguyên liệu trong các bài thuốc ở trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá cây ngô đồng trị tóc bạc hiệu quả. Đầu tiên, rửa sạch lá ngô đồng. Tốt nhất, bạn nên chọn lá tươi, còn xanh, không dập nát. Sau đó giã nát, cho vào vải xô để lấy nước lọc bôi lên tóc. Ngày thực hiện từ 1 đến 2 lần, thực hiện trong vòng 1 tuần, có thể cho hiệu quả ngay. Bài thuốc 4. Trị tóc bạc với tỏi, gừng tươi. Đầu tiên, giã nát tỏi và gừng. Rất đơn giản, chỉ cần bạn bôi hỗn hợp này trước khi đi ngủ, quấn khăn cẩn thận. Sáng dậy gội sạch với nước ấm, một tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần, thực hiện liên tục trong vòng 4 tháng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây mà ít ai ngờ tới. Khoai tây là một trong những loại thực phẩm vô cùng có ích trong việc bảo vệ sức khỏe. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, khoai tây rất được sự ưa thích của nhiều người. Có rất nhiều người khi sử dụng khoai tây đều bỏ vỏ. Nhưng bạn có biết rằng vỏ loại này có khả năng giúp chữa tóc bạc sớm hay không? Qua bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cách chữa tóc bạc sớm bằng vỏ khoai tây. 1. Thành phần.
250g vỏ khoai tây, 500ml nước sạch. Để có 250g vỏ, bạn cần chọn khoảng 5 củ khoai tây lớn. Để đảm bảo an toàn, không hóa chất, hãy mua chúng trong siêu thị. 2. Thực hiện. Vỏ khoai tây sau khi rửa sạch đất cát, gột vỏ, cho tất cả vào nồi đã có sẵn lượng nước bên trong, đậy nắp, bắt lên bếp nấu sôi. Đừng tắt bếp vội nhé. Khi nước sôi, hãy giảm lửa và nấu thêm 5 phút để các chất làm đen tóc trong vỏ khoai tây tiết ra, rồi tắt bếp. Để nguội và lọc lấy nước cho vào chén. 3. Cách nhuộm tóc bạc. Lượng nước từ vỏ khoai tây thu được, bạn hãy dùng bàn chải cho vào trong chén. Chải đều từ chân tóc xuống ngọn. Đặc biệt, hãy lặp lại nhiều lần tại vị trí tóc bạc nhiều. Lượng nước thu được, bạn dùng bàn chải chấm nước này và chải đều từ chân tóc tới ngọn. Lặp lại nhiều lần tại các vị trí bị tóc bạc nhiều. Công thức này hoàn toàn an toàn, tự nhiên. Vậy tại sao bạn không thử ngay hôm nay? Lưu ý, không xả lại với nước mà để khô tự nhiên. Trước khi thực hiện, hãy gội đầu thật sạch và khô tóc để công thức này phát huy công dụng hiệu quả. Tuy nhiên, để tốt nhất, bạn nên áp dụng 2-3 lần mỗi tuần, duy trì liên tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng nhất thì ngừng lại. Đây là phương pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Bạn có thể, nhưng mà chúng thật là diệu kỳ. Ngoài phương pháp này ra, còn rất nhiều phương pháp khác mà bạn cần biết, mà vô cùng hiệu quả. Bạn có thể tham khảo chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ,
do các chuyên gia Mexico thực hiện. Để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Một số bài thuốc trị thủy đậu. Thủy đậu là loại bệnh truyền nhiễm, hay gặp vào mùa đông, xuân. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi hay mắc, với chứng trạng chủ yếu là một trong những nút phỏng. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc chữa bệnh này rất hiệu quả, xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo, áp dụng khi cần thiết. Theo y học cổ truyền, nguyên nhân gây bệnh thủy đậu là do phong nhiệt xâm phạm vào phế qua đường mũi, miệng khi chuyển mùa. Bệnh thường gặp ở phần vị và khí, rất ít khi gặp ở phần huyết. Trẻ lúc đầu có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi nhức đầu, rối loạn tiêu hóa. Vài ngày sau xuất hiện những nốt đỏ nổi sau lưng, sau đó lan ra khắp người. Chính giữa các nốt đỏ có một bọng nước, gọi là bào chuẩn. Sau 3 đến 4 ngày thì khô đi và bong ra. Nốt này mọc, nốt kia bay. Nếu bị nặng, có thể gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết làm viêm phổi, viêm não, viêm tiểu não, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đây là một số bài thuốc trị theo từng giai đoạn. Khi tà độc xuất hiện ở vị, loại nhẹ, các nốt thủy đậu mọc rải rác xung quanh màu hồng nhạt, có nốt nhẹ hoặc không sót, ho ít, nước mũi loãng trong. Phép điều trị: sơ phong thanh nhiệt. Bài thuốc uống. Bài 1: thông xị các cánh thang, thông bạch 2 củ, đạm đậu xị 4g, liên kiều 8g, cắt cánh 4g, chi tử 2g, trúc diệp 8g, cam thảo 2g, bạc hà cho sau 2g, sắc uống. Bài 2: đại liên kiều ẩm, phòng phang 4g, kinh giới 4g, hoàng cầm 6g, thuyền thái 2g, hoạt thạch 8g, xích thược 6g, cam thảo 4g, xài hồ 6g, chi tử 6g, liên kiều 8g, ngưu bàn tử 8g, sa tiền 12g, mộc thông 6g, đương quy 4g, sắc uống. Bài 3: sinh địa 12g, ngan hoa 12g, vỏ đậu xanh 12g, hoàng đằng 8g, lá tre 10g, rễ sậy 8g, cam thảo dây 12g, sắc uống. Bài 4: tan diệp 12g, cam thảo đất 8g, lô căng 10g, trúc diệp 16g, cúc hoa 8g, ngan hoa 10g, kinh giới 8g, bạc hà cho sau 6g, sắc uống. Bài thuốc nam: dùng cây cỏ chân việt, họ lúa 300-500g, rửa sạch, nấu với 2-3 lít nước, đun sôi 10-15 phút, gạn lấy 200ml nước uống trong ngày. Nước sắc còn lại để ấm, thêm ít muối, tắm hai lòng người. Kiên trì không tắm nước lạnh, ăn uống lạnh và ra gió. Khi tà độc xuất hiện ở phần khí và phần dinh, loại nặng, thủy đậu mọc đầy, sắc tím tối, màu nước đục, quanh nốt màu đỏ sẫm, sốt cao, phiền khát, mặt đỏ môi đỏ, niêm mạc miệng có những nốt phỏng, rêu lưỡi vàng, chắc lưỡi đỏ. Phép điều trị: thanh nhiệt giải độc ở phần khí vận, lương huyết ở danh phận. Bài thuốc uống. Bài 1: phát đậu tán, sinh hoàng kỳ 8g, đương quy 4g, kinh giới 4g, cam thảo 2g, cắt cánh 4g, phòng phang 2g, sắc uống. Công dụng: bổ khí tán độc, nay hỏa độc còn ẩn nó bên trong bị loại ra hết. Bài 2: kim ngân 12g, liên kiều 8g, bồ công anh 16g, sinh địa loại nhỏ 12g, xích thược 8g, chi tử sao 8g, sắc uống. Da giảm: nếu có đậu hồng, thêm xạ can 4g, sơn đậu căng 8g, bị phiền táo, da hoàng liên 8g, táo bón, da đại hoàng, khát nước, miệng khô,
Già thiên hoa phấn 8g, sa sâm 8g, mạch môn 10g. Thông bạch và đạm đạo xì là hai vị thuốc trong bài thông xỉ các cánh thang, trị thủy đậu giai đoạn nhẹ, độc tà xuất hiện ở phần vị. Các cánh và kinh giới là hai vị thuốc trong bài phát đậu tán, trị thủy đậu giai đoạn nặng, độc tà xuất hiện ở phần khí và phần dinh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm năm bị đau xương khớp lâu ngày cũng sẽ khỏi nhờ nắm lá này. Mồng tơi là một món ăn dân dã quen thuộc đối với nhiều người trong những ngày hè oi nóng. Ngoài công dụng giải nhiệt, nhuận tràng thì loại rau này được ví như thần dược, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức xương khớp lâu ngày, hiệu quả được nhiều người áp dụng và đã thành công. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem hướng dẫn cách chữa bệnh chuẩn nhất nhé. Công dụng chữa lành đau nhức xương khớp bằng rau mồng tơi. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua, có tác dụng trị được nhiều bệnh lý khác nhau như táo bón, đái dắt, tiểu tiện không thông, cầm máu, yếu sinh lý. Nhưng dừng lại ở đó, mới đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và kết luận rằng rau mồng tơi có công dụng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp cho bệnh nhân rất an toàn và hiệu quả. Theo đông y, chứng đau nhức xương khớp thuộc phạm vi chứng tí. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do vệ khí của cơ thể không đủ, làm các tà khí phong hàn, thấp và nhiệt xâm nhập vào gân, cơ, xương khớp, kinh lạc dẫn đến sự vận hành của khí huyết tắc lại, gây sưng đau các khớp. Đối với người cao tuổi có càng thận hư hoặc bệnh tật lâu năm khí huyết giảm sút, xương khớp bị thoái hóa, teo cơ, biến dạng và dính khớp. Có rất nhiều cách để chế biến món ăn ngon, bổ dưỡng từ rau mồng tơi. Ấy thế nhưng, để chữa bệnh đau nhức xương khớp thì bạn nên nấu canh xương móng giò với mồng tơi mới phát huy tác dụng trị bệnh. Hướng dẫn cách nấu canh giò mồng tơi trị đau nhức xương khớp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: mồng tơi, chân giò và rượu trắng là những nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món canh ngon trị bệnh xương khớp. Rau mồng tơi 1 mớ, móng giò 1 cái, rượu gạo 1 chén. Cách chế biến: bước 1, đem móng giò hơi qua trên lửa để làm cháy sạch các sợi lông, hoặc bạn có thể dùng dao làm cạo, lọt móng và rửa thật sạch. Bước 2, cho xương vào nồi, đổ ngập nước, cho một thìa muối rồi luộc sơ qua. Khi nước sôi, bạn đem nồi nước xương đổ nước đi, rửa sạch xương. Bước 3, cho chảo lên bếp, phi thơm hành khô với chút dầu ăn và mắm rồi cho xương, hạt nêm, mì chính, muối bột canh vào xào trong 5 phút. Sau đó đổ nước lạnh sạch vào, ninh sôi, vặn nhỏ lửa. Để ninh xương nhanh, bạn có thể thêm 1-2 viên đá hoặc nước soda vào nồi. Trong thời gian ninh xương, bạn nhặt rau mồng tơi, rửa sạch và thái nhỏ theo sở thích. Bước 4. Khi xương đã chín đều, bạn vặn lửa to lên và cho rau mồng tơi vào khoảng 3-4 phút cho nhừ rau. Trước khi nhắc nồi canh xuống, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng, hãy đổ một chén rượu vào và quấy đều, dùng canh còn nóng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cột sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi,
còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm, bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội, nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản: chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé. 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiêng tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống.
Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phàn giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for Africa ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gài còn sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rợn người, chỉ cần ăn một miếng những món này tương đương với nuốt 6.000 con vi khuẩn vào bụng mình. Quá rợn người luôn khi biết những món ăn chỉ cần ăn một miếng là nuốt hơn 6.000 con trùng vào trong miệng, thực sự ghê sợ. Trước đây, khi y học chưa phát triển, trong xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều căn bệnh lạ, vốn dĩ là một người khỏe mạnh, đùng một cái bị đau đầu đến phát điên, thậm chí còn tử vong. Những dấu hiệu này là do bệnh từ miệng mà ra. Những người mắc bệnh thường ăn những đồ ăn chưa được làm sạch nên mới gây ra tình trạng như vậy. Có những món ăn chỉ cần ăn một miếng là đã có hàng trăm hàng nghìn con ký sinh trùng chui vào cơ thể. Nếu không kiểm tra kịp thời sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ. Sau đây là 6 món ăn rất dễ ẩn chứa nhiều ký sinh trùng. Khi ăn chúng ta nên để ý cẩn thận. 1. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Đến nay, có một số nơi đã bán món ăn làm từ thịt ốc. Nhưng trong món ăn khoái khẩu này lại chứa rất nhiều ký sinh trùng. Trong một con ốc có đến 3.000 đến 6.000 con ký sinh trùng. Mùa hè là mùa phát bệnh từ các con trùng này. Vì vậy, nếu chúng ta ăn ốc thì nhất định phải nấu thật chín rồi mới ăn. 2. Lương. Lương không chỉ là loài động vật có nguồn gốc từ thiên nhiên mà còn được con người nhân giống. Nhưng dù là thiên nhiên hay nhân giống thì khi để dưới kính hiển vi đều có thể thấy dấu vết của những con giun đầu gai. Khi những con giun này đi vào cơ thể, nó sẽ tác oai làm tổ trong cơ thể người giống như con ruồi không đầu. Cũng sẽ leo lên mắt khiến chúng ta bị mù mắt. Chúng sẽ chui lên não sẽ khiến con người bị mất mạng. Phương pháp tốt nhất để đối phó với chúng là nấu thật chín thịt để khiến những con giun này chết hẳn. 3. Tôm. Thật ra không chỉ có tôm mà những loại động vật giáp xác đều có thể ẩn trùng sán lá phổi. Nếu chúng ta chiên, rang, ướp đều không thể giết chết hết con trùng được. Vì vậy, khi ăn, chúng ta bắt buộc phải nấu chín toàn bộ. Hơn nữa, phải tách phần đầu bởi đó là bộ phận có nhiều ký sinh trùng ẩn náu nhất. 4. Thịt bò tái. Rất nhiều người chỉ thích ăn thịt bò chín khoảng 3 phần chứ không chín cả. Vì như vậy, ăn vào sẽ có cảm giác tươi ngon, nhưng theo đó sẽ có mùn vàng ký sinh trùng ẩn nấp bên trong. Nó có tên gọi là tinea. Sắc dây trưởng thành thường có màu trắng sữa. Con dài nhất thậm chí dài 4-8 mét. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nếu muốn ăn thịt bò tái thì tốt nhất nên để nó chín đến 8-9 phần. 5. Lẩu thịt dê. Những loài động vật thuộc động vật có vú và thuộc họ nhà chim thì đều có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng. Mà nguồn lây nhiễm chủ yếu của con người đến từ các món thịt mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu khi ăn lẩu, thịt chưa được nấu chín sẽ có khả năng nhiễm khuẩn rất cao. 6. Hạt dẻ nước. Nguyên nhân là hạt dẻ nước thuộc loại sinh vật sống trong nước nên rất dễ có ký sinh trùng bên trong.
Nếu không rửa sạch mà trực tiếp ăn thì ký sinh trùng sẽ trực tiếp chui vào cơ thể chúng ta. Do các loại ký sinh trùng này tập trung chủ yếu trên vỏ hạt dẻ, nên khi nấu, chúng ta nhất định phải làm sạch vỏ bên ngoài, sau đó dùng nước nóng để bóc vỏ. Tuyệt đối không được dùng răng để lột vỏ. Đọc xong bài này, bạn có cảm thấy ghê sợ không? Trong bữa cơm hàng ngày, chúng ta nhất định phải chú ý đến môi trường và chú ý đến việc làm sạch món ăn. Ngoài ra, còn phải ăn những món ăn đã được nấu chín hoàn toàn. Như vậy, mới giảm thiểu được tỷ lệ bị nhiễm khuẩn từ ký sinh trùng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng, dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.